Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại chương trình Thế giới trong tầm tay với Trường Nguyễn Thắng, nhà Nhất Anh phụ trách. Xin kính chào anh Thắng. Xin kính chào quý vị thính giả, chào Nhất Anh. Hồn khoan, trước khi mà vô chương trình thì anh để ý là hôm nay anh Thắng mặc đồ hơi hoa hoa rồi có cây dừa này nọ, không biết là mới đi ở đâu về đây anh Thắng. Có lẽ Nhất Anh đánh đúng, đây là cái áo của Hawaii. Nói đến Hawaii, chúng ta biết đây cũng là một trong những cái quần đảo mà rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ và được mệnh danh là thiên đường hạ giới mà. Và tiếng Việt Nam mình hay gọi là, ngày xưa thì tôi nhớ là hay gọi là Hạ Uy Di, còn bây giờ chắc là không ai gọi như vậy nữa. Bây giờ thì gọi là Hawaii. Trong có một dịp mình đã từng nói về cái đảo Fiji rồi, thì hôm nay mình nói về Hawaii, thì để coi hôm nay là anh Thắng kể về Hawaii coi nó có khác gì với ở Fiji không nha anh Thắng. Nếu mà so sánh Hawaii với Fiji thì chúng ta có thể nói như này: Hawaii là một cái thành cái quần đảo nằm về phía bắc bán cầu, còn Fiji là cái quần đảo nằm ở phía nam bán cầu. Và hỏi nó có đẹp như với cái nào đẹp hơn cái nào thì khó nói lắm, cái thúy vân cái thúy kiều. Thành thử ở cái Hawaii thì chúng ta sẽ thấy quần đảo này đã được Hoa Kỳ, được chính phủ Hoa Kỳ là biến thành một cái trung tâm du lịch để thu hút du khách khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên ngoài cái vấn đề du lịch, nó còn là một cái căn cứ quân sự rất là quan trọng của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Nhưng mà ngược lại thì nói đến Fiji đó, thì quần đảo Fiji nó nghèo hơn Hawaii. Thế tuy nhiên bù lại thì ở Fiji cho chúng ta được nhìn thấy những cái thiên nhiên vẫn chưa bị cái bàn tay con người gọi tô điểm lại. Thành thử nó vẫn có những cái khác nhau. Thành thử hỏi tôi mà cái nào đẹp hơn cái nào rất là khó nói. Thế tuy nhiên nếu mà đi xa hơn nữa đó, chúng ta phải xuống đến New Zealand. New Zealand thì cũng là một cái đất nước nhưng mà vẫn là một cái đảo, nó là hai đảo lớn. Và nếu chúng ta đi xa hơn nữa về phía gọi là đông nam của Thái Bình Dương đó, thì chúng ta nói đến cái một cái đảo nhỏ nhưng nó là một cái giống như cái cột mốc và đánh dấu cái tận cùng của cái pollination của đa đảo. Thì cái đó là gọi là Eastern Islands, tức là đảo phục sinh đó của Chile. Thành thử đó là những cái trong cái hình tam giác đó chúng ta có thể nhìn thấy cái sinh hoạt nó gần giống nhau. Thế tuy nhiên thì có lẽ trong tất cả các đảo thì Hawaii là một cái quần đảo mà tương đối, nhất là cái đảo Oahu đó là một trở thành một cái trung tâm du lịch mà thu hút du khách khắp nơi trên thế giới. Và đây cũng là một cái đảo rất là sầm uất. Nhưng mà thường thì người ta nó nhắc tới là đi đảo Hawaii gì không, đi khi không, nhưng mà hình như đâu phải là chỉ có một đảo đâu, phải không anh Thắng? Đúng vậy. Nói đến quần đảo thì mình gọi quần đảo tức là nhiều đảo rồi, đúng không? Quần đảo Hawaii gồm có 8 cái đảo lớn, tương đối là 8 cái đảo mà chúng ta có thể tính ra được cái tên của họ. Thì cái đảo lớn nhất thì nó gọi là Big Island, tức là Hawaii. Thì cái đảo này tuy là lớn nhưng mà là không là cái thủ phủ, không phải là thủ đô của quần đảo Hawaii. Mà nói đến quần đảo Hawaii mà nói đến cái thủ phủ đó thì người ta nói đến cái đảo lớn thứ ba của nó, đó là đảo Oahu. Oahu là một cái đảo và cái diện tích của nó khoảng 1.500 cái số vuông thôi. Thế nhưng mà dân số của Hawaii, tất cả của quần đảo Hawaii dân số là khoảng 1.5 triệu người. Thì bây giờ cái Oahu không khoảng gần 1 triệu rồi. Thành ra còn 500.000 dân đó thì được chia đều cho tất cả những đảo khác. Thành ra chúng ta biết cái đảo Oahu rất là quan trọng trong cái quần đảo Hawaii. Còn nếu mà thí dụ như anh có, hoặc là quý vị nào mà mới có lập gia đình xong, mới đám cưới xong mà muốn đi honeymoon thì nó có một cái đảo rất là nổi tiếng của Hawaii, nó gọi là Maui. Maui thì đó là một cái đảo nằm ở giữa cái Oahu với cái Big Island. Thành thử chúng ta muốn đi đâu đến Hawaii đó thì chúng ta phải biết chúng ta muốn đi cái đảo nào. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn đảo nào cũng muốn đi đó, thì nếu Nhất Anh chỉ cần ở một đêm, ở hai đêm ở một đảo thôi, tức là Nhất Anh phải mất tới 16 đêm mới đi hết cái quần đảo Hawaii. 16 đêm, nhưng mà có nghĩa là, nhưng mà khoan để nhanh hỏi anh Thắng trước là, ví dụ như từ đảo này, ví dụ mình muốn đi nhiều đảo, ví dụ mình từ đảo này xong rồi mình qua đảo kia, thì như vậy thì nó có khó khăn không? Phải đi bay, bao nhiêu lâu? Mình bay. Thì, chứ mình như, không có đi xe không, được không anh có xe được. Tại nó là hai cái đảo hoàn toàn khác nhau và chung quanh nó là biển cả. Thành ra thí dụ như từ Oahu mà muốn đi sang Maui có thể mất nửa tiếng, có thể đi qua tới Big Island mất 1 tiếng đồng hồ máy bay. Và dĩ nhiên tất cả di chuyển từ đảo này sang đảo nọ
phần lớn là dùng máy bay thôi, còn những cái cruise hoặc là thuyền nó đi rất là lâu. Nếu mà Thắng nói mà từ đảo này mà qua đảo kia mà đi máy bay mà nửa tiếng cho tới 1 tiếng thì có nghĩa là nguyên cái quần đảo Hawaii gì là rất là lớn luôn Dĩ hả nhiên anh là cái diện tích Duy? của cả quần đảo thì không có nhỏ, Dạ. nhưng mà chúng ta đi mà dĩ nhiên nói là cái diện tích của quần đảo nó không phải là đất không mà nó vùng biển nữa, thành Dạ. nó tương đối là khá lớn, nhưng mà dĩ nhiên bay từ đây qua chỗ kia thì mất rất là nhiều thời gian. Dạ. Đồng thời cái thứ hai là những cái phi trường nhỏ nó có loại máy bay lớn, thì nên Dạ. mình phải bay về một cái thành phố lớn rồi mình mới có máy bay lớn để mình bay qua những cái đảo khác. Dạ. Và Nghe. trong đó thì chúng ta phải nói đến Oahu như tôi vừa Dạ. trình bày đó, thì Dạ. Oahu là cái thủ phủ, và trong cái thủ phủ của nó thì cái thành phố mà gọi mà nói là ai cũng biết đến đó, là Honolulu. Dạ, đúng rồi. Honolulu, Dạ, nghe là và biết nói là liền. đến một cái nói mà đến một tên của một cái cảng nữa mà ai cũng biết, nhất là cái cảng nó nổi tiếng trong cái đệ nhị thế chiến, đó là Dạ. Chân Châu Cảng hoặc là Dạ. Pearl Harbor. Dạ. Pearl Harbor thì ở đây đến đây thì chúng ta cũng có vẫn nhiều cái di tích chiến sử để chúng ta có thể xem được tại Oahu, và chúng ta có thể xem được những núi lửa vẫn đang hoạt động chẳng hạn, Dạ. thì chúng ta xuống Big Island Dạ. đó. Còn chúng ta muốn một cách thoải mái riêng tư và không muốn ai nhiều người quá mà mình chỉ muốn mình với thiên nhiên thôi đó, thì Maui. Dạ. Thành ra Hawaii có rất là nhiều cái điểm để cho mình chọn lựa theo cái ý thích của Dạ. mình muốn cái gì thì ở Hawaii có lẽ thích thú hết. Dạ. Thí dụ như Nhất Anh muốn những cái hàng hiệu Waikiki của Honolulu, của Oahu rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Dạ. Không, rồi có những bãi biển dành cho con nít tắm thôi, những bãi Dạ. biển mà chỉ không giống như con nít mà ngay người lớn, mà nếu muốn đi xuống để xem những đàn cá bơi lội ở dưới biển, những cái dãy san hô nổi tiếng thì ở Hanauma Bay của đảo Oahu cũng là một trong những cái thắng cảnh mà du khách đến không có bao giờ bỏ lỡ cơ hội để mà viếng thăm cái này. Thì đó là cái điểm mà chúng ta cần biết trước khi chúng ta đến Hawaii. Đến Hawaii để làm gì? Chúng ta đến chơi, chúng ta đi thăm văn hóa, hoặc chúng ta muốn thưởng thức những cái điểm văn hóa. Nói đến điểm văn hóa thì ngay Oahu nó cũng có những cái trung tâm văn hóa đa đảo, tức là Polynesian Culture Center đó. Nhất Anh đến đó, Nhất Anh có thể rất là nhiều cái điểm thích thú để mà học hỏi tất cả mọi điểm về quần đảo. Nghe anh Thắng kể là chưa vô sâu nhưng mà đã thấy là muốn đi lắm rồi đó anh Thắng. Và nhất anh xin hẹn quý vị khán giả vào chương phần 2 thì mình sẽ nói sâu hơn về Hawaii. Chào mừng khán giả của Người Việt TV đã đến lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng cho nhất anh phụ trách. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Hôm nay thì mình đã nói về trong đến với phần 2 ngày hôm nay thì mình sẽ nói tiếp về cái Hawaii gì. Thì trong phần 1 thì anh Thắng có nói về nguyên một quần đảo Hawaii gì, trong đó có những cái gì ở những đảo nào như thế nào. Thì hồi nãy anh Thắng có nói là nó có rất là nhiều cái đảo mà có thể đáp ứng được nhu cầu của mỗi du khách. Đúng vậy. Thì trong những cái đảo mà anh Thắng có kể thì có một cái đảo đó là tên là Oahu. Thì anh Thắng nói là cái đó là có thể rất là nhiều thứ để đi ở đó. Thì bây giờ anh Thắng có thể kể thêm cho Nhất Anh được không? Nói đến Oahu thì chúng ta phải nghĩ đây là một cái quần đảo, là một cái đảo mà coi như là có nhiều cái sinh hoạt nhất của quần đảo Hawaii. Tại vì thứ nhất là thủ phủ nằm ở đây. Thủ phủ thì gọi là Honolulu. Và ngay trong Honolulu đó chúng ta có thể đến, đầu tiên là một du khách thế nào cũng đều muốn đến Chân Châu Cảng để xem cái chỗ mà nơi mà quân Nhật đã bất thần tấn công Chân Châu Cảng vào cái nếu tôi nhớ không lầm khoảng năm 1941, và chúng ta xem cái trận tấn công nó như thế nào, và cái tàu mà được bị đánh chìm xuống dưới lòng biển đó, đó chính là tàu Arizona, và cái tàu đó hiện tại vẫn là nằm dưới lòng biển, và cái chỗ đó là người ta làm thành giống như một cái museum ngoài trời đó để cho du khách đến xem. Cái dĩ nhiên thì trở thành một cái địa điểm mà thu hút du khách thôi, nhưng mà đó là một cái di tích chiến sử hiện đại năm 1941, 1945 thì mới chấm dứt cái trận đệ nhị thế chiến. Và sau đó thì chúng ta có thể đi xem thiên nhiên. Thì thiên nhiên thì như tôi vừa trình bày đó, ngoài cái gọi là Hanauma Bay, đó là một cái bãi biển mà cái bãi biển nó được cấu tạo bởi một cái miệng núi lửa đó.
tất cả những cái đảo của Hawaii ngày xưa đều là núi lửa hoạt động cả. Yeah. Thành ra có những cái vùng biển như cái Hanauma Bay tôi vừa trình bày đó, nó là một cái miền núi lửa rất là lớn và nó đã từng hoạt động, và nó bây giờ thì nó gọi là sao? Nó đã bị lấp lại và bị chìm dần xuống ra biển. Và Yeah. khi mà cái miệng núi lửa bị chìm dần xuống biển thì nước biển nó vào, nó trở thành cái vịnh, Yeah. đúng không? Thành ra khi mà nếu quý vị xuống tắm đó, nếu quý vị để ý xung quanh đó là một cái hình vòng cung, và vòng cung rõ ràng là vòng tròn để cho chúng ta biết à cái đó là cái miệng núi lửa Yeah. đó. Và chúng ta thấy bây giờ thì cái miệng núi lửa đó nó không có hoạt động và nó trở thành những cái chỗ thắng cảnh du lịch để cho chúng ta xem những đàn cá bơi lội trong đó, hoặc là những cái rặng san hô Yeah. thì cũng rất là đẹp. Yeah. Dĩ nhiên mình cần phải biết bơi. Dạ, nhưng nãy anh Thắng nói là có một cái chỗ mà biển mà chỉ có cá nhiều mà người ta có thể bơi, ta thấy Vừa được luôn. đó thì Dạ, cái chỗ mà mình vừa nói đó. nhưng mà như vậy thì lúc mà du khách tới thì có phải là mua vé hay là cái gì không anh Thắng? À, cảm ơn nhất nhất anh Dạ. nhắc đó. Nếu quý vị đến Hanauma Bay, quý vị không phải là cư dân của Hawaii thì quý vị phải trả một cái tiền lệ phí là vào cửa là 7 đô la 50 sen. Dạ. Đó. Tuy nhiên khi chúng ta trả tiền vào cửa xong, chúng ta vẫn phải bắt buộc phải tham dự một cái video information đó, giống như một cái rạp hát nhỏ. Chúng ta vào trong đó và người ta sẽ nói quý vị phải làm những cái gì khi đến tham dự cái Hanauma Bay, tại vì ở đây họ có những cái luật lệ riêng của cái thành phố. Còn nếu mà mình là cư dân của Hawaii thì mình không phải tốn tiền. À, tuy nhiên thì ngoài cái Hanauma Bay đó, chúng ta đi lên đó, đi dọc theo vòng tròn cái biển đó, vòng tròn đảo đó, có rất là nhiều cái điểm để chúng ta có thể ngừng lại để xem những cái thắng cảnh thiên nhiên của nó. Chẳng hạn nhà quý vị có thể đến thăm một cái khu chùa Nhật. Cái chùa Nhật đó thì nếu mà chúng ta để ý về vấn đề văn hóa cũng như về vấn đề lịch sử một chút đó, thì người Nhật đó, cư dân Nhật ngày xưa họ sống ở Hawaii rất là nhiều. Là ngày xưa thì tôi nghe đọc những tài liệu họ nói đến 80% là người gốc Nhật, và sau đó là những người gốc Philippines. Thành ra người Nhật ở đó nhiều, thành thử dĩ nhiên cái văn hóa Nhật nó ảnh hưởng họ cũng rất nhiều. Nhưng mà cái ảnh hưởng văn hóa Nhật ở ngay cái khu vực Hawaii đó, nó không có giống hệt như 100% như ở bên Nhật đâu, nhưng mà nó cũng có bị cái ảnh hưởng của văn hóa Mỹ vào rồi. Nhưng mà chúng ta đến đó thì có một ngôi chùa Nhật họ copy giống 100% ngôi chùa Nhật ở Kyoto. Cái chùa Nhật ở đó ở Kyoto rất là nổi tiếng, tại vì ngôi chùa đó xây cả hơn 1.000 năm rồi. Thành ra họ copy một cái duplicate, một cái Là y chang ở hoàn ngay toàn luôn. hoàn toàn giống hệt ở ngay trong cái Oahu Islands. Thành ra chúng ta đến đó, đó cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể thăm viếng được. Và sau đó chúng ta đi dòng theo cái vòng biển đi lên về phía đông bắc đó, thì chúng ta sẽ đi thấy gặp cái dãy núi gọi là ngoài cái đảo, nó ngoài biển nó gọi là China Head đó. Thì nó cũng là những cái thắng cảnh, có những cái công viên để cho người ta có thể picnic và bãi cát của nó rất là đẹp đó. Và sau đó chúng ta đi thẳng lên phía bắc thì nó gọi là North Shore. North Shore là cái chỗ để cho những người trẻ như Nhất Anh chẳng hạn thích lướt sóng, chúng ta có thể lên đó surf, và chỗ đó là nổi tiếng tại vì những đợt sóng lớn của nó. Thành thử có những cái màn đua lướt sóng đó hàng năm được tổ chức ở đó, và du khách có thể đến nó xem những cái cuộc đua như vậy, và đó cũng là một cái điểm mà rất là đáng xem. Và sau đó thì chúng ta có thể đi một vòng tròn để biết về đảo, nhưng mà thường thường thì người ta không cho mình đi hết một vòng tròn đảo. Cái lý do là một phần của đảo Oahu là căn cứ quân sự của Hải quân Mỹ, thành thử không ai được vào cả. Chúng ta có một cái đi một vòng nửa vòng thôi, và chúng ta đi lên trên cái vòng tròn đó, chúng ta ngắm được nhiều cái cảnh như là cảnh hoàng hôn, cảnh bình minh của đảo Oahu. Và chúng ta có thể chấm dứt cái chương trình đi vòng tròn du ngoạn như vậy, nhưng mà đã đến Hawaii là chúng ta phải tắm, chúng Tạm ta biệt. phải tắm phải bơi với biển Thái Bình Dương, Với chỗ thành với thử cá nữa. Waikiki. Đó là một bãi biển mà nếu Nhất Anh chọn được những cái hotel hoặc những cái package đi Hawaii theo đúng ý của mình đó, thì chúng ta sẽ tùy theo cái chỗ nào chúng ta ở. Nếu chúng ta trả những cái package đắt tiền một chút thì chúng ta ở cái khách sạn 5 sao ngay cạnh biển, chúng ta bước xuống là biển và chúng ta tắm ở biển, và chúng ta lên chúng ta có thể tắm hồ bơi. Và dĩ nhiên nó rất là thích thú, những cái khách sạn của
Hawaii rất là tiện nghi, với điều kiện là dĩ nhiên chúng ta trả một cái số tiền đắt hơn những cái package khác. Và sau đó thì nếu mà package mình trả ít tiền hơn á, thì chúng ta sẽ ở cách một cái khách sạn nó nằm bên kia đường. Còn nếu mà chúng ta đi vào sâu bên trong 2-3 block thì càng lúc càng rẻ. Thế tuy nhiên thì mình đi Hawaii là mình cần cái nghỉ ngơi, mình cần cái relax, mình cần cái thoải mái và mình cần cái gọi là refresh lại cái thân thể của mình cũng như cái tinh thần của mình để trước khi trở về Cuộc sống hàng ngày. về về đất liền để tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Thì tôi đưa một cái ý kiến là chúng ta nên chọn những cái nào chúng ta thoải mái, tại vì đến Hawaii mà chúng ta không có cái thoải mái, không có những cái nghỉ ngơi theo đúng ý của mình á, thì nhiều khi mình thấy hơi phí cho các cái giờ bay của mình. Tại mình bay từ Los Angeles hoặc quý vị bay từ San Francisco hoặc là từ Washington State chẳng hạn, thì chúng ta có thể bay khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ mới đến Hawaii, và sau đó chúng ta trở về cũng phải hơn 5 tiếng đồng hồ mới trở lại được đất liền. Thành thử chúng ta cái đó là một đoạn đường cũng khá dài. Thành thử nếu mà chúng ta ở những khách sạn tốt và những cái nơi chốn mà chúng ta vừa ý thì cuộc hành trình mà nghỉ ngơi của mình rất là tốt. Và đồng thời đó, nếu mà chúng ta ở những cái khách sạn gần biển đó hoặc là ngay cái bên kia đường đó, thì tất cả những khách sạn đó nó nằm dọc theo một con phố gọi là Waikiki Beach. Waikiki Beach là một cái đoạn đường dài khoảng gần 2 cây số, và trên đó tất cả shopping, tất cả những tiệm ăn international food, thành ra mình có thể ăn bất cứ món ăn nào của mình thích, nhất là ngay cả nhất anh có thể vào những tiệm McDonald's ở bên đó, và trong McDonald's ở bên Hawaii họ bán cơm cho mình, họ bán cơm, tại vì lý do là người Nhật sang đó rất là đông, thành ra người Á Châu, thành ra McDonald's họ phát triển thêm một cái món ăn là menu là cơm, thành ra có rất là nhiều cái activity, cái hoạt là sinh hoạt rất là smooth. Nếu mà nhất anh ở trong cái gọi là Hilton Village, Hawaii Village đó, thì ở đó shopping có thể mở cửa tới 11, 12 giờ đêm nữa. Tất cả hàng hiệu đều có hết, và tất cả những cái gì mình cần có dĩ nhiên không rẻ thôi. Thì tất nhiên rồi, để mình đi chơi, đi du lịch mà người ta biết cách để người ta phục vụ cho mình mà, đúng không anh Đúng Thanh? vậy. Và tiệm ăn Việt Nam mình cũng rất là nhiều. Tiệm ăn Việt Nam mình có thể đi dọc theo con phố đó cũng có, hoặc là sau lưng cái qua phía bên kia biển là phía bên kia theo phố đường phố đó, thì chúng ta đều có những tiệm ăn Việt Nam. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Thiệt ra mà nói hoài nó sẽ không bao giờ hết được anh Thắng. Rất là nhiều thứ mà để cần nhanh, cần biết thêm để mà có thể mới mốc lên một cái plan, một cái kế hoạch để Đúng, mà đúng đi vậy. Hawaii Quan nhỉ. trọng nhất là nhất anh muốn cái gì, thành ra nhất anh viết ra, và sau đó mình tìm cái theo ý thích của mình. Thực sự đắt rẻ không bao nhiêu đâu, nhưng mà mình đi một chuyến đi về Hawaii, nhất là đi nghỉ mà nghỉ dưỡng sức đó, thì nó rất quan trọng trong cái chuyến đi. Sau đó chúng ta về chúng ta tiếp tục công việc hàng ngày. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Có thể là mình sẽ nói nhiều hơn về Hawaii, nhưng mà mình sẽ nói về những cái tip đi như thế nào, hoặc như thế nào để mà có thể có một chuyến du Nếu lịch mà cần, được nhất cái là thứ cảm nhất. thấy cái điều đó rất là cần, mình có thể nói về những cái tips để cho du khách nào sửa soạn một chuyến đi về Hawaii hoặc đi bất cứ một nơi nào trên thế giới, chúng ta đều phải có một cái chuẩn bị nào đó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Chương trình đến đây là xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Nha, anh, kính chào tạm biệt.